again. Đặc điểm nổi bật của HTC One A9s, mẫu smartphone tầm trung mới nhất của HTC One A9s vừa được nhà sản xuất Đài Loan ra mắt tại triển lãm AFA năm 2016. Với nhiều nâng cấp mạnh mẽ, thiết kế sang trọng, điện thoại One A9s là bản nâng cấp của One A9 của HTC ra mắt cách đây 1 năm. Vì là bản nâng cấp nên ngoại hình của One A9s không có nhiều khác biệt so với đàn anh. HTC One A9s vẫn là thiết kế bằng nhôm nguyên khối với các góc cạnh được bo cong mềm mại. Camera mặt lưng hơi lồi nhẹ đã được chuyển sang trái thay vì đặt chính giữa như người tiền nhiệm. Thiết bị sẽ được bán ra với 3 màu đen, vàng đồng và bạc. Rất tiếc không có màu đỏ như trên One A9. Màn hình hiển thị đẹp, máy vẫn sở hữu màn hình kích thước 5 inch, độ phân giải HD 720x1280 pixel, sử dụng tấm nền Super LCD cho bản chất lượng hiển thị tốt. Máy cũng được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass giúp chống trầy tốt hơn trong quá trình sử dụng. Camera sắc nét, HTC One A9s sở hữu camera chính độ phân giải 13MP cùng với đèn LED 2 tông màu rọi sáng cho bạn những bức ảnh chụp ấn tượng. Camera trước lên tới 5MP khiến cho những bức ảnh tự sướng của bạn trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Với độ chụp bằng giọng nói hoặc chụp tự động, tất cả việc bạn cần làm là cười lên. Hiệu năng khá, máy sở hữu cho mình chip MTK Helio T10 8x64 bit, RAM 2GB cùng với bộ nhớ 16GB đáp ứng tốt cho bạn trong nhu cầu sử dụng hàng ngày. Máy cũng hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ mở rộng với dung lượng lên 2TB cho người dùng thoải mái lưu trữ dữ liệu cá nhân. Cảm biến vân tay được tích hợp sẵn. HTC One A9s sở hữu cho mình những cảm biến vân tay tích hợp ở phím home ở máy giúp bảo vệ dữ liệu của bạn an toàn chỉ với một chạm, đồng thời cũng cho phép bạn nhanh chóng mở khóa chỉ bằng cách chạm ngón tay vào. Cảm biến của máy có thể nhận ra dấu vân tay của bạn từ các góc vị trí khác nhau,